Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với huyện Phong Điền về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020, cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng đầu năm 2019 là 88,7 tỷ đồng, đạt 44,4% so với dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao, đạt 54% so với dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách được điều hành đảm bảo theo dự toán. Trong 7 tháng đầu năm, tổng số kế hoạch vốn đã phân bổ 128,72 tỷ đồng cho 122 công trình. Đã thực hiện nghiêm túc công tác đấu thầu qua màng với 5 gói thầu, giá trị đấu trúng trên 10 tỷ đồng. Huyện đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tính đến tháng 7 năm 2019, toàn huyện đã cấp mới đạt tỷ lệ 97,5% về số thửa và 94,43% về diện tích. Trong 7 tháng đầu năm, tổng lượt khách đến tham quan du lịch các điểm du lịch trên địa bàn gần 100.000 lượt người, tập trung ở khu du lịch thượng nguồn sông Ô Lâu, suối nước nóng Thanh Tân, làng cổ Phước Tích, biển Điền Lộc. Đã thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề gắn với xuất khẩu lao động. Có 80 lao động mới đã làm việc tại thị trường nước ngoài theo hợp đồng. Về phát triển nông nghiệp tại địa phương, huyện đã tiếp tục tập trung triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Ủy ban Nhân dân huyện đã ra soát và công nhận 8 sản phẩm chủ lực gồm lúa, lạc, tôm, bò, lợn, cây cỏ muối, gỗ rừng trồng, ném, cây dược liệu. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành danh mục sản phẩm chủ lực cấp tỉnh. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm xem xét cho chủ trương và hỗ trợ nguồn kinh phí để tạo điều kiện cho huyện sớm triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã, hỗ trợ kinh phí cho công tác đo đạc lập hồ sơ địa chính, kinh phí thẩm định hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kinh phí hỗ trợ xây dựng hạ tầng theo đề án dồn điền đổi thừa của huyện khoảng 31 tỷ đồng. Thống nhất chủ trương xây dựng dự án tái định cư cho 72 hộ dân trong bán kính 300 m khu mỏ đá vôi xi măng Đồng Lâm và tái định cư 12 hộ dân bị ảnh hưởng bởi trạm đập đá băng chuyền của nhà máy xi măng Đồng Lâm. Tham gia góp ý tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành cho rằng huyện Phong Điền cần khắc phục một số tồn tại hạn chế trong thời gian tới, trong đó tập trung nâng cao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, nâng cao tỷ lệ lấp đầy và tỷ lệ đầu tư theo vốn đăng ký trong khu công nghiệp, đẩy mạnh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng tại các điểm tiểu thủ công nghiệp theo kế hoạch đề ra, tăng cường mối liên kết với các doanh nghiệp để sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp bền vững, quan tâm đến cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển trang trại như hệ thống điện, đường giao thông tại các vùng quy hoạch, nâng cao tỷ lệ lấp đầy và tỷ lệ đầu tư theo vốn đăng ký trong khu công nghiệp. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao nỗ lực của huyện Phong Điền trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, Phong Điền cần tiếp tục phát huy nội lực, chủ động đổi mới trong cách nghĩ cách làm để phát triển địa phương mạnh về kinh tế, vững về an ninh chính trị trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Phong Điền tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng và phát triển bền vững, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung an toàn, sạch, ứng dụng công nghệ cao và tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm đặc sản đặc trưng của huyện gắn với xây dựng nhãn hiệu thương hiệu chỉ dẫn địa lý. Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Phong Điền phải phát huy tiềm năng thế mạnh huyện đang có, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp để trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.